Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau sử dụng phần mềm. Đầu tiên, tôi hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm đặt đàn. Các bạn thấy rằng ở đây những cái đàn chúng ta chưa thực sự thấy cái độ lé. Các bạn vào filter và chọn phần Restaurant Software và chọn Cloud Line. Một cửa sổ hiện ra. Thì giờ trước tôi hướng dẫn các bạn đặt đàn vào Photoshop. Nó chưa thực sự ưu việt. Thì ở cách đặt đàn này nó sẽ ưu việt hơn rất nhiều. Sau khi chúng ta vào cửa sổ này rồi, các bạn chỉ cần chọn đèn. Giả sử tôi nhấp đúp cực trái 2 lần. Các bạn thấy rằng đèn lóe và chúng ta có quyền đặt. Các bạn có thể tùy chỉnh đối tượng đèn ở đây. Có rất nhiều lớp. Từ lớp 1, lớp 2, lớp 3. Các bạn có thể tùy chỉnh bỏ đi. Hay thêm vào. Tức là những quầng sáng của đèn. Ở dưới này các bạn có thể chỉnh ánh sáng đèn lớn lên. Cường độ mạnh hơn. Hay nhỏ đi. Các bạn có thể zoom lớn. Hay là đèn cho dễ. Và render chính là độ biến đổi giữa quầng này. Nhược điểm duy nhất của đối tượng này đó là chỉ cho đặt đèn từng đèn một, có nghĩa là chúng ta ok. Sau khi ok có độ lé rồi, chúng ta lại phải vào và đặt lại. Có thể một vài bạn thích một vài kiểu đèn khác nhau, chúng ta chọn và sử dụng cho hợp lý nhất. Tôi tiếp tục kéo này. Đây là đèn này. Rất nhiều kiểu đèn cho chúng ta lựa chọn. Thì tùy từng trường hợp mà chúng ta sẽ sử dụng đối tượng đèn là như thế nào. Tôi scan ra ngoài, thì đây là cách chúng ta sử dụng đèn. Nếu như các bạn có một vài cái đèn mới thì chúng ta load lên. Hoặc là các bạn sao thành đèn của riêng mình. Còn bây giờ tôi sẽ scan. Đây là ý nghĩa của phần mềm thứ nhất.